À, cái thân này của mình á là một cái nghĩa địa phải không? Nó là cái mồ chôn không biết bao nhiêu loài ở trong cái thân này nữa. Tại thân là thùng phân mà thân là nghĩa địa. Cho nên nếu mà ta thấy được thân này là nghĩa địa thì chúng ta bắt đầu chúng ta cải táng. Cho nên là cố gắng tu để hồi hướng phước báo cho tất cả các quan gia nghiệp chướng tiền khiên, tất cả những cái gì mà xấu ác á, để nó kết thành những cái thân tội lỗi hôm nay thì khổ đau này nữa. Ta cải táng hết thì người ta về, ta nghe pháp, ta về, ta tụng kinh, ta về, ta lại Phật á, thì ta bắt buộc tất cả các cái quan gia nghiệp chướng ở trong con người chúng ta nó cũng lại Phật theo ta và nó nghe kinh theo ta nữa. Đây là việc quan trọng. Cho nên cái người nào đó mà quan gia nghiệp chướng nặng á, thì cái khi mà lại Phật tụng kinh nghe pháp cái này rất khó. Tại ma nó không cho, nó không chịu nổi cái này. Mình cũng thấy, nhưng mà cái nghiệp của mình á, nó kéo mình. Cho nên á, mình bắt đầu mình khống chế nó, mình ép nó đó. Nó phải theo mình chứ. Cái ngôi nhà của mình đây, mình để cho nó chiếm lâu ngày rồi, cho nên nó làm hư hỏng như vậy đó. Bây giờ mình cải tạo, mình tìm cách đuổi nó đi. Này rất khó. Cho nên á, cái tu của mình khó là gì? Đuổi hết tất cả những cái người xấu mà trú ở trong cái ngôi nhà tâm linh mình đây, đuổi nó ra đó. Đấy là khó chứ. Mà bây giờ mình đuổi ra bằng cách nào? Mình làm những cái việc đó mà ma quỷ nó không thích. Nó không thích, nó chịu không nổi. Bắt đầu nó khống chế mình đó, nó không cho mình nghe pháp, nó không cho mình tụng kinh. Thậm chí có những người đó mà muốn tụng kinh mà cầm cái kinh đó, thì nó ám thị cho mình không thấy. Nước mắt nó mũi chảy ra không đọc được, tức là nó nặng như vậy đó. Nhưng mà thầy dạy thầy biểu này, nếu mà như vậy đó nó khó quá phải không? Mình cũng bằng mọi cách để khống chế nó. Thầy nói thôi bây giờ lại hồng danh để sám hối đó. Cho nên mình lại hồng danh, mình lại danh hiệu Phật đó. Càng lại danh hiệu Phật đó, thì nó lại càng sợ. Cái ma chướng ở trong người mình đó, nó sợ nó phải ra chứ. Thầy nói sợ nó phải ra, nó phải chạy ra khỏi nhà mình. Nhưng mới ban đầu thì nó khó cái chuyện này. Cho nên ta nỗ lực, ta làm nhất định tới cuối cùng ta thắng nó chứ. Cho nên bây giờ mình còn cái thân này, nhờ cái thân này mình tu được. Tại sao mình tu được? Tức là mình kiểm tra nó được. Tại cái thân này nó có cái hình tướng, cho nên mình nhìn thấy được, mình biết được, mình khống chế nó được, cho nên gọi là mình tu được. Cho nên cái việc đầu tiên mà cái tội ác gọi là cái tội sát sanh hại mạng, cái tội này tội lớn. Cho nên sát sanh hại mạng nhiều quá rồi đã biến cái thân này của mình trở thành cái nghĩa địa. Nghĩa địa thì phải cải táng cái này, cải táng lần lần đi. Tức là mình tập ăn chay phải không? Mình tập ăn chay, mình không đưa những cái đồ huyết nhục vô nữa. Cho nên không đưa những cái đồ huyết nhục vô trong thân nữa. Tại nếu mà đưa nó vô đó thì cái tụi ma quỷ tiếp tục vô đây, chung vô đây để ăn đó. Cho nên những người nghiệp nặng thì lúc nào cũng ăn và luôn luôn tìm những cái thức ăn mà thậm chí những cái thức ăn mà coi như là đáng sợ nhất để ăn, biết không? Càng tanh họ thích, càng hôi họ thích. Nếu mà tất cả các Phật tử ai mà ăn chay trường rồi nữa, từ 5 năm trở lên nữa, thì chúng ta nghe khác. Ta sợ nhất là cái mùi tanh phải không? Ai thích đây? Ma quỷ ở trong thân chúng ta này. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ta mời gọi nó vô rồi. Cho nên nó chiếm trong cái ngôi nhà tâm linh của chúng ta đây nữa. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải ăn cái này.